Xin chào mọi người nhé. Ngày hôm nay thì thời tiết rất là lạnh và rét. Thì hôm nay mình lại thèm một cái món gì đấy mà long nóng ngon ngon. Thì ở đây mình có sẵn một miếng thịt ba chỉ rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một món ăn rất là bình thường, dân dã thôi. Mà mọi người cũng hay thực hiện. Đó là chính là cái món thịt ba chỉ kho với đại tương. Hôm nay thì mình dùng cái nguyên liệu là tương bần để mình thực hiện cái món ăn này nhé. Thì để thực hiện được cái món ăn này thì đầu tiên mình sẽ phải thái cái miếng thịt này ra để mình ướp. Đấy thì mình sẽ thái cái miếng thịt này ra trước nhé. Sau đấy thì mình sẽ ướp với các nguyên liệu sau nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ướp tất cả nguyên liệu với cái thịt này của mình nhé. Mình sẽ cho vào đây khoảng 4 tép hành tím băm nhé. Mình đã băm nhỏ sẵn ra rồi. Mình chỉ việc cho vào thôi. Mình sẽ cho vào đây một thìa bột ngọt này. Một thìa hạt lêm này. Một thìa rưỡi đường nhé. Nửa thìa hạt tiêu nhé. Đối với cái thịt kho tương đấy thì mọi người không thể thiếu được cái tương bần nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cái tương bần đấy rồi. Mình sẽ cho cái tương bần này vào. Thì cái tương của mình hôm nay, cái tương này nó cũng tương đối là mặn mặn đấy. Thế nên là mình sẽ cho vào khoảng tầm một muôi tương bần thôi. Muôi này thôi. Sau đó thì mình sẽ đảo đều tất cả các nguyên liệu của mình lên nhé. Nó tùy thuộc vào cái tương của mọi người nhé. Cái tương của mọi người nếu mà là cái tương nó nhạt thì mọi người có thể cho nhiều hơn. Nếu mà là cái tương nó mặn thì mọi người nên cho ít thôi, không nên cho nhiều. Ở đây mình sử dụng ở đây là 400 g thịt ba chỉ nhé. Cái ba chỉ này là mình dùng cái ba chỉ bụng đấy, ba chỉ rút sườn nên nó rất là nhiều thịt và nó ngon. Mọi người hoàn toàn có thể dùng nó được. Mình sẽ ướp tất cả các nguyên liệu của mình ở đây trong vòng khoảng tầm 30 phút cho nó thấm đều gia vị đi. Sau đấy rồi mình sẽ tiến hành mình đem mình kho nhé. Bây giờ công việc của mình là chờ đợi cho cái thịt của mình nó thấm đều gia vị. Sau đấy rồi mình sẽ tiến hành mình đem mình kho nhé. Ở đây mình có một cái nồi đất nhé. Mình sẽ tạo cái nước màu cho cái thịt nhé. Mình sẽ cho vào đây khoảng độ 2 thìa đường nhé. Ta sẽ ngoáy đều cái đường của chúng ta lên. Nào, cái đường của chúng ta nó sủi bọt lên như thế này, mọi người thấy không? Nó qua cái giai đoạn sủi bọt này lên một cái thì chúng ta sẽ cho luôn vào, chúng ta cho vào thêm một ít nước. Sau khi cái thịt chúng ta đã ướp khoảng tầm 30 phút rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào cái xoong này nhé. Ta sẽ đảo đều lên.
Và cuối cùng chúng ta sẽ cho thêm cái phần nước lọc vào nhé. Mọi người sẽ cho ngập cái thịt cho mình. Chúng ta sẽ đun lửa nhỏ liu riu đến khi mà cái thịt của chúng ta cạn nước. Lúc đấy chúng ta sẽ có thể cho ra để thưởng thức rồi. Như vậy là cái thịt của mình cuối cùng thì cũng đã ok rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra ngoài để thưởng thức xem kết quả của nó ra sao nhá. Nên là mình nghĩ rất là ngon đấy, thơm ngon lắm. Bây giờ xin mời anh chị và các bạn cùng mình thưởng thức cái món thịt kho tương này nhá. Mình sẽ thử một miếng thịt đi. Mình sẽ nhặt một miếng thịt nhá. Đây, sẽ chọn một miếng này đi. Đây, cho mọi người quay. Nhìn chưa? Mọi người thấy miếng thịt không? Rất là ngon. Mình đã khoan nó mềm ra như thế này rồi. Mình sẽ thử nó nhá, xem kết quả nó ra sao nhá. Nhìn miếng thịt không? Rất là ngon. Mềm ra này. Này, cái thịt nạc của nó này. Thịt nạc của nó cũng đã bỏ ra như thế này rồi. Mọi người thấy không? Mình sẽ thử cái miếng này của nhá. Ăn cùng với cơm. Có một cái cảm giác như này. Cái thịt của chúng ta đấy, ăn thì tương đối là mềm. Và khi mà kho với tương ấy thì nó có cái mùi thơm của tương, nên là cảm giác khi mà ăn cái miếng thịt nó rất là tuyệt vời. Và cái trời tiết lạnh lạnh như thế này, chúng ta ăn cái thịt mà chúng ta kho thật kỹ như thế này cùng với lại cái cơm nóng nữa thì thực sự đó là một điều quá tuyệt vời luôn. Mình nghĩ đây cũng là một trong những cái mà những món ăn mà cho cái ngày rét này thực sự là rất là hay. Thế nên là mọi người nếu có thời gian thì hãy thực hiện cái món này nhé. Nó cũng không chiếm nhiều thời gian của mọi người đâu, chủ yếu là cái việc mà chúng ta cứ ninh niu diu ở trên bếp thôi, để cho cái thịt của chúng ta nó nhừ ra thôi. Đấy, còn cách làm thì rất là đơn giản, rất là dễ rồi. Thì là qua đây mình cũng muốn là gửi đến cho mọi người một cái món ăn rất là đơn giản nhưng mà cái hiệu quả của nó thì thực sự là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Nếu còn thấy video của mình hữu ích thì nhớ bấm like, comment cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.